video cho chị nhưng mà cái dung lượng nó hơi bị quá tải và em thì không muốn là chị lại phải giải né này kia thì nó hơi làng nhàng um, em xin tự giới thiệu em là Hiền em biết đến kênh YouTube của chị qua một người bạn của em giới thiệu cách đây vài hôm um, thì thực ra là em muốn được chị xem giúp em là Số Tử Vi là bởi vì hiện tại bây giờ em cảm thấy khá là hoang mang và lạc lối trong chuyện công việc và tình cảm à, Em thì sinh ngày 29 tháng 1 năm 1993 vào lúc 2, 12 giờ 25 phút tại Liên bang Nga, Moscow, Liên bang Nga Vâng, à, sau đấy thì bố mẹ em có đưa em về Việt Nam và sinh sống ở Hà Nội cho đến khi em học đại học xong đi làm một vài năm thì cuối năm 2018 tháng 12 em có chuyển vào trong Sài Gòn thì tính đến thời điểm hiện tại là gần 2 năm em ở sài gòn rồi à, thực ra là công việc ở sài gòn của em thì nó cũng tốt hơn ở ngoài hà nội nhưng mà nó vẫn rất là long đong lận đận nên là em không biết là nên như thế nào cả à, ngoài ra thì chuyện tình cảm của em à, thì vì em chuyển vào sài gòn nên là chuyện tình cảm cũ của em cũng vì thế mà dạn nứt và thêm một số cái yếu tố khác nữa và em có quen thêm một người ở hiện tại nhưng mà cũng không có kết quả gì cả à, thì em cảm thấy không biết là à, có một cách nào đấy khi mà chị xem là số tử vi giúp em thì có thể thấy được phương hướng cũng như là làm sao để à, có cơ hội ví dụ là thăng tiến ra nước ngoài hoặc là à, xem có một cái công việc gì thuận thuận lợi hơn tương hưởng cho tương lai. À, ngoài ra thì trong chuyện tình cảm thì liệu là cuộc sống hôn nhân gia đình sau này em gặp có có kết hôn, có sinh con và gia đình thì có hạnh phúc êm ấm hay không? À, thì đấy là hai cái vấn đề em quan tâm quan tâm nhất. Uhm, thực ra là nếu mà có duyên được chị xem thì thật sự là rất là tuyệt vời và và rất là giúp ích cho em ở thời điểm bây giờ. Uh, nhưng mà nếu mà um, càng có một lý do nào đấy mà chị không xem được cho em em không có duyên để được chị xem thì thì em cũng cảm thấy là thoải mái hơn khi mà được nói ra và có một ai đấy cảm giác là có một ai đấy ở ở đâu đó lắng nghe mình thì nó cũng là một cái sự an ủi rất là lớn rồi. Uh, lời cuối thì em xin chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Uh, hạnh phúc bình yên à, lúc nào cũng vui vẻ đấy là cái điều mà em thực sự mong cho cả cuộc sống của em nữa thì em cầu chúc cầu chúc cầu chúc điều đó sẽ đến với chị và gia đình em cảm ơn nhiều em chào chị rồi cảm ơn em Hền chào lại các bạn yêu TV nha à, cái phần ghi âm cũng như là email của em Hền là nhận được rất là lâu rồi nhưng mà đến cái hôm mà chị gửi email mà trả lời cho Hiền là chị nói chị nhận được ghi âm của em rồi á Là cách đây vài hôm trước á là lúc đó mới nghe đến cái ghi âm của em Tại vì cái số lượng các bạn gửi email và ghi âm về thì rất là nhiều Cho nên là cái hôm mà vừa rồi mới nghe đến cái ghi âm của Thu Hiền Thì hôm nay là trả lời cho cái lá số của Thu Hiền Thì cũng đồng thời Thu Hiền là một trong những người bạn nữ được sanh trong tháng 1 luôn Thì đây là cái sự trùng hợp À, chị tóm lại trong cái phần ghi âm của thu hiền nó thì hiền hỏi về ba cái điều chính công việc sự nghiệp và chồng con thì như thế nào bây giờ mình vào cái lá số của thu hiền ha thì em là người mệnh phá quân đóng tại cung thân mà phá quân nằm ở đây là phá quân hãm nha à, nhưng mà rất may cho em là nó lại có, có con sao hóa lộc nằm tại đây Tại vì em là người can quý trong cái tam hợp này thì em có được cái tốt đầu tiên là vì mình được nằm trong cái tam hợp kim cương đó là cái tam hợp tốt mệnh mình là mệnh kim được an tại cung thân mà cung thân cũng là cung kim luôn thì nó hợp với cái ngũ hành của mình thì sức khỏe của mình cũng có cái phần ổn định tuy nhiên tại vì con sao phát quân nó thuộc hành thủy mà em là người mệnh kim mà phát quân thì nó lại chủ về vấn đề hôn nhân chủ về vấn đề cái người phối ngẫu nghĩa là chồng con của mình ạ. Cho nên cái đời sống tình cảm của mình thường là em phải chịu vất vả nhiều ở những cái buổi ban đầu. Cái cung quan của em nó lại ngộ trệt. Thì cái này chú Đức thường hay nói người phụ nữ mà cung quan ngộ tồn triệt thì vấn đề lập gia đình thường hay có nhiều cái trắc trở. Cho nên ở đây cái đầu tiên mình thấy là đây là cái người mà nên muộn lập gia đình là tốt. Nếu mình lập gia đình sớm thì hay có những cái chuyện nó không vui làm cho mình phải chia tay thì đây là những cái điểm sơ lược qua những cái điểm nổi trong cái lá số tử vi của em hiền rồi bây giờ mình vào cái vấn đề chi tiết thì mình là người mệnh nữ mà lại có phá quân hãm ngộ hóa lộc trong cái tam hợp của mình thì tả phù đóng cung tài hủ bực đóng cung phúc thì ở đây nó có ý nghĩa là cái cuộc sống của mình nó có nhiều nhiều đây nó có nhiều cái hàm nghĩa lắm nhiều những cái tâm trạng khác nhau nhiều những cái muốn nhiều những cái rất là mong muốn học hỏi muốn gặp người này gặp người kia đó là em có rất là nhiều thứ trong cuộc đời em mong muốn có cái đó em là người cũng muốn bản thân mình thành công nhưng mà em lại dễ bị cái tâm trạng của mình đó, nó đưa mình vào cái tính gọi là đầu tiên là dễ bị cái tình trạng học nhiều nhưng mà lại thiếu tin nhưng mà có một cái đặc biệt đó là trong cái cung quan của bạn nữ này Thì hồi nãy trong cái vấn đề tình cảm cho mình nhắc rồi Nhưng mà về vấn đề mà công việc làm hoặc cái tính chất của con người mình á Thì cung quan có tham lam mà lại ngộ, hóa kỵ Mà lại có luôn cả con sao lộc tồn tại đây à, Thì ở đây nó cũng nói là một điều là mình cứ nỗ lực đi Thì cái mộng tưởng của mình sẽ thành những cái cơ hội thành công của mình cũng rất nhiều Vì hóa kỵ đó chính là cái tính thu vào nó đứng cung quan thì nó cũng báo trước là mình cứ nỗ lực thì mình sẽ được. Thì ở đây chị khui nó cái đầu tiên, cái yếu điểm của em là như thế này nè. Là mình thường nhìn cái sự vật từ cái góc độ nó có nhiều những cái cảm tính. Em là cái người mà thường thích được người khác nói những cái lời ngọt ngào. Mình dùng cái từ là thích được su nịnh, nó thích được nghe ngọt. Rất thích được nâng niu, rất thích được chiều chuộng vì em thuộc cái, cái tuyếp người là có cái sự cảm thụ trong tình yêu nó khá cao ở đây chị không nói yếu điểm là cái điều đó nhưng mà khi những cái đó nó quá nhiều mà cái người nào ở bên cạnh mình là mình người ta hiểu được cái điều đó thì sao thì người ta dễ người ta dễ lợi dụng mình người ta dễ biết những cái yếu điểm của mình thì mình, mình khổ chính cái những cái đó <laughs> thì ở đây nó cũng nói một cái điều là em là cái người phụ nữ mà đi vào cái đường tình yêu nó hơi sớm nhưng vì mình là người mệnh nữ lại có phá quân hãm cung quan lại có tuần triệt thì con đường tình của mình nó sớm nở nó chóng tàn mình dễ gặp những cái tình yêu nó đơn phương tuy nhiên mình được là cái cung phu của mình có con sao tử vi nó thuộc hành thổ thổ nó xanh kim là cái mệnh của em cho nên cái vấn đề về chồng của mình thì sau này mới tốt tử vi mà gặp đào hoa thì trong tử vi họ gọi là đào hoa phạm chủ thì nó nói báo trước là trong cái vấn đề hôn nhân á, Cái cư xử của vợ chồng ở chung với nhau thì cũng khá tốt Nhưng mà cái người phối ngẫu của mình Thì dễ bị cái đầu tiên là cái tâm nó sao động Cái tâm trí sao động dễ mất đi cái kiểm soát Hoặc là cái người này là cái người mà có cái tâm hướng ra ngoài nhiều Ra ngoài cái ngoại cảnh á Thì ở đây cũng có thể nói cái từ là tâm viên ý mã Ý muốn nói lên là cái người cũng phối ngẫu của mình là thường cái tâm của họ không có tận đâu, cho nên trong vấn đề lương duyên thường hay có những cái cảnh nó buồn cho về cái phía bên em. Trong cái cung mệnh của em nó đã báo trước mình là cái người phải vất vả cho cái người chồng của mình, tại vì mình mệnh kim mình phải sanh cho con sao phá quân. Thì cái lời khuyên đầu tiên ở đây là trong vấn đề cuộc sống hôn nhân yên tĩnh nhiều là tốt. Yên phận là tốt là cả hai nha, yên phận là tốt. Lập gia đình muộn thôi là đúng số. Mà nếu mà em có gặp một người nào họ đã từng trải qua cái cuộc sống hôn nhân đổ vỡ mà rồi bây giờ họ đến với em, hoặc là cái người này họ đã có con riêng rồi á, rồi nó mới lấy em thì lại rất là tốt tại vì cái cung tử của em là nó báo trước mình là dễ có cái vấn đề là con hai dòng. Nhưng mà cái dòng ở phía bên mình á, là con của riêng mình á thì nó lại rất là tốt cho mình con của mình sau này là những đứa bé nó biết hướng về gia đình nó vui vẻ duy trì được cái sự hòa hợp trong gia đình nhưng mà mình chắc chắn là cái về vấn đề lương duyên á nếu mình lập gia đình sớm là dễ gặp những cái cảnh nó đổ vỡ cho nên nếu mình chấp nhận chịu một người nào họ đã từng có một cái quá khứ hoặc là mình làm thứ á thì nó, nó tốt với mình nó hợp với cái lá số của em còn em lập gia đình sớm là em vất vả lắm với cái người phối ngẫu người phối ngẫu cũng là cái người mà quen biết nhau rất là lâu rất là thân rồi chứ không phải là một cái người mà xa xôi từ đâu đến là lạ quơ lạ quắt mà lấy nhau đâu đây là một cái người rất thân với em từ những cái buổi ban đầu à, chú đức chú hôm qua chị có 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 hỏi sơ qua cái cung phu của em đó. thì chú đức chú có nói là nếu mà em mà lập gia đình sớm là em dễ gặp một cái người nào đó họ gạt em Mặc dù là em là cái người mà cũng rất là thông minh, đáo đẻo, rất là khéo Nhưng mà tại vì cái số mình nó vậy, em hiểu không? Cho nên ở đây khuyên là nếu mà chưa lập gia đình Thì cứ muộn lập gia đình đi là đúng số Thì đó là cái phần trả lời cho cái cung phu và cái cung tự tức cho em hiền rồi bây giờ chị nói một chút về cái cái cung mệnh cũng như là cái, cái tâm tính của mình chút cái lý do mà chúng ta học tử vi á, ngoài biết những cái hạn hành xấu tốt để tránh như thế nào, chúng ta còn phải có một cái rất quan trọng, đó là chúng ta tự soi lại chính mình. Biết cái điểm yếu, biết cái khuyết điểm của mình để mình hoàn thiện mình hơn. Không phải là mình sửa được đâu nha, nhưng mà mình, at least mình có thể tự nhìn lại mình, xem có cần phải sửa lại để cho cuộc sống nó hài hòa hơn hay không. Thì ở đây thường là chị hay nói những cái khuyết điểm nó nhiều hơn, những cái điểm yếu thì ở em thì nó chị thấy cái đầu tiên là mình là cái người chủ về dễ tự mâu thuẫn với chính mình. Thường là muốn nỗ lực nhưng lại kém cái lòng tự tin. Mình muốn nhiều thứ lắm, muốn đông, muốn tơi nhưng mà mục tiêu của mình lại không rõ ràng. Cho nên khi làm việc nó thiếu hiệu quả là như vậy. Trong cái tình trạng như vậy thì cuộc đời của mình thường em phải bỏ ra rất là nhiều thời gian và tinh thần vào cái việc học hoặc là việc làm chính vì như vậy cho nên nhiều khi cái cái sự gọi là cái ảnh hưởng nó bị ngược lại chứ nó lại không tốt. Đó. Em là cái người mà hay có cái cảm giác là thiếu an toàn. Ngay cả sau này lúc mà kết hôn á, ở đây thấy là em là cái người mà thường hay làm việc nhiều. Cho nên là cái cuộc sống hôn nhân của mình ít được cái hạnh phúc là do mình chú tâm vào cái công việc nhiều quá. Em cũng thuộc cái mẫu người mà thiếu lòng tự tin để kết hôn. À, cái này có thể là do cái vấn đề tâm lý của mình cho nên là nhiều khi cái vấn đề mà cái thái độ của mình về vấn đề hôn nhân mình thiếu chín chắn nhiều cái nó cộng lại như vậy nó khiến cho mình kết hôn muộn là như vậy đó cái nữa là chị khuyên á là nếu mà sau này có lập gia đình á thì vấn đề công việc làm nhiều là tốt nhưng vẫn phải dành thời gian nhiều cho cái vấn đề gia đình của mình quan tâm cái người bạn của mình quan tâm cho gia đình của mình trước thì cuộc sống của mình nó mới hạnh phúc Học cái tính suy nghĩ tích cực nè Tự tin với bản thân Em là cái người bản thân mình dễ cảm thấy nhiều trở ngại Có nghĩa là sao? Chị nói ví dụ nha Cái người ngoài họ nhìn thấy em Chị nói Hiền ơi mày làm như vậy là khá lắm rồi Mày làm như vậy là quá tốt rồi Nhưng mà bản thân của em vẫn thấy mình còn quá tệ Tại sao khổ vậy? Tại sao cứ phải đặt nhiều cái cái khó cho bản thân mình chi? Thì ở đây là cái vấn đề tâm lý là em hay lo lắng, em hay có những cái chuyện mà em đã xác định rồi. Nghĩa là mình đã xác định cái chuyện lớn rồi, nhưng mà những cái chuyện lặt vặt nó vẫn cứ cứ quấy rầy trong cái đầu của em. À, em cứ kiểm tra tới kiểm tra lui không biết như vậy có đúng chưa, không biết sự tình như vậy đã làm chuẩn chưa. Rất là những cái tính đó của mình nó làm cho mình bị khó chịu, mình mệt, nhưng mà cái người khó chịu hơn chính là những cái người họ làm chung với mình và những cái người họ sống chung với mình chính những cái tính đó là làm cho cái tình cảm của của những cái người xung quanh họ cũng bực mình với mình đó thì đây là những cái điểm rất đặc biệt trong cái lá số của em hiền mà chị thấy cũng nên nói cho em để có nhiều khi em phải soi lại coi có cần phải khắc phục nó tốt hơn để cuộc sống của mình nó nó khỏe hơn cho những cái ngày tháng sắp tới rồi bây giờ nói qua về vấn đề công việc trong cái lá số của em hiền thì ngay tại cái cung mệnh của em là có phá quân đồng cung với hóa lộc thì đây là một cái tính chất nó rất quan trọng trong cái lá số của em nó báo trước nếu mình làm một cái việc ví dụ như là một cái người đại diện cho một cái thương phẩm khi dùng cái từ mà đại diện cho một thương phẩm tức ý nói lên mình chỉ làm phó thôi thì lúc này cái tính khai sáng của phá quân nó lại biến thành mở ra cái thị trường đại lý thương phẩm như vậy á. Thì nó lại rất tốt cho em. Em lại thu được lợi ở vận, ở cái phần này. Cái cung quan của em nó có tham lan, cư tí. Có lọc kịch đồng cung mà gặp trệt Thì lúc này tử vi nó vây chiếu nha. Tử vi nóng tại cung ngọ. Thì chủ về mình là một người. Mình đảm trách cái công việc đó thường là một mình mình thôi hoặc là làm những cái nghề tự do thích hợp với những cái nghề đầu tiên là nghệ thuật nè có những cái tính mỹ quan ở trong đó nó có cái sắc thái hưởng thụ thì rất tốt với em sự nghiệp phát triển theo cái hướng gọi là nhiều cái phương hướng chứ không ở một nơi tại vì cung quan mà ngộ trệt cái kế nữa là mình là cái người mà nên có một cái khoảng không gian riêng cho mình để em tự sáng tạo được thì rất là tốt cung quan ngộ triệt mà trong tam hợp lại có tả hữu xương khúc lọc cậy đồng cung nó báo trước là cái mộng tưởng của mình cái lý tưởng của mình khó đạt được một trăm phần trăm lắm nhưng mà nếu mình chịu làm phó thì cái cái sự mà thu hoạch cái lợi ích nó lại càng lớn đó cho nên nhắc đi nhắc lại ở cái phần đó là mình hiểu được cái tính chất yếu và cái tính chất mạnh trong cái lá số của mình để mình khai thác ở đây em không có hỏi về cung nô nhưng mà chị cũng muốn nhắc một chút về cung nô cung nô của em đứng ở cái thế này thì tình cảm bạn bè những cái người làm ăn chung với mình dễ bị hiểu lầm ngay cả người yêu cũng vậy nha à, nhiều khi mình hay gặp cái cảnh là tự chuốc thị phi họ oán trách mình Cung nô mà có cự đồng như vậy thì thường mình có khuynh hướng là nếu mình hợp tác với một cái người nào đó làm chung á, thì thường hay chia tay ở giữa đường. Còn xảy ra những cái chuyện hiểu lầm mà rất là sâu nặng. Ngoài những cái chuyện mà tổn thất và kinh tế không mà vấn đề tình cảm cũng bị nữa đó may mà nó gặp triệt tại đây thì nó cũng giảm đi rất nhiều nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận cho nên chị nhắc từ lúc đầu nếu em làm một mình khai sáng một mình có một cái không gian để em tự sáng tạo hoặc làm những cái công việc tự do làm đại diện cho một cái thương phẩm làm phó thôi thì công việc của em rất là tốt đó nhưng mà cuối cùng mà vẫn phải nhắc em là cái yếu điểm của em là cái người mà em phải tự chủ động những cái mình muốn nhiều khi mình lại là cái người có cái tâm lý mình nghĩ cái chuyện tốt làm sao mà đến phiên mình trời ơi cái đó nó ngon quá làm sao tới phiên mình nhưng mà em không thử làm sao em biết à, em được hay không cho nên trong cuộc đời của mình sẽ có những lúc cơ hội nó đến mà em phải chủ động để em tranh thủ cái cơ hội đó cho mình đó còn nếu không đó, thì mình lại mất đi những cái cơ hội tốt trong cái cuộc đời của mình rồi bây giờ chị nói qua cái cung hạn của em từ 23 cho đến 32 Nằm tại cung phúc Thì ở cái hạng này chị thấy là mình cũng có một vài cái mối tình ở đây Cũng có một chút tiếng tâm Nhưng nó cũng chỉ là cái hình thức thôi Tại vì liêm phủ nó đang sáng mà nó lại gặp tuần Mình là người mệnh kim Cho nên khi gặp tuần thì nó tạo được một chút những cái tiếng tâm Nhưng nó cũng báo trước là cái hạng này mình chỉ nên làm phó thôi Vì cái hạng này là hạng tốt nhưng chẳng qua nó gặp phải thiên không cho nên vì cái lợi thế mà mình phải thay đổi cái hạn này nó báo trước mình có những cái biến động thay đổi trong cái cuộc đời của mình thay đổi đầu tiên là em sẽ thay đổi về vấn đề công việc nhưng mà khi mình thay đổi công việc thì mình sẽ theo được cái chiều hướng nó tốt hơn sau này nó sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn và cái hạn này nằm trong tam hợp phúc di thê nó cũng báo trước khi mình rời khỏi cái chỗ của mình cái chỗ cũ á để mình phát triển là thay đổi tốt Thay đổi nghề nghiệp cũng là thay đổi tốt Còn không thì ít nhất em thay đổi cái nơi làm việc của mình cũng tốt Thì những cái cảnh ngộ này sau này em sẽ được cải thiện nó tốt hơn Và cái năm tốt của em là cái năm thiền Nếu mà trong tương lai đến cái năm thiền mà em muốn di chuyển Hoặc muốn làm một cái việc gì trong cuộc đời của mình Thì cái năm thiền là cái năm lợi cho em Đó là những cái điểm chính cũng như là trả lời những cái câu hỏi trong cái lá số của em hiện rồi cuối cùng là chị chúc cho em hiền được nhiều sức khỏe và nhiều những cái niềm vui hiểu được chính mình hiểu những cái yếu điểm của mình để mình khắc phục còn không thì mình cũng hiểu được phần nào để mình giảm mớt đi cho cái cuộc sống của mình sau này nó càng tốt hơn rồi chào em nha chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới